Xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi sẽ quay một cái video để nói cho các bác biết tại sao chúng ta làm cái clone Go mà nó lại không thành công, âm thanh hay bị xé và giải cao rất là chói. Đây là một cái kết quả từ đâu sẽ đo hiện tại là đo giải tần. Các bác có thể nhìn thấy giải tần là tần số cao, nó bị nhiễu rất lớn, nhăm nhăm nhăm. Nên chỗ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là khi chúng ta nghe giải cao bị chói gắt, và một số bác sẽ nghe khi ghé vào loa sẽ nghe tiếng sôi xe xe nho nhỏ. Đây là đa số là phần lỗi layout. Tại sao tôi phải layout nhiều? Đây là một cái layout đã hoàn thiện, tuy nhiên vẫn chưa được đạt được cái mức độ cao cấp nhất như mong muốn. Đó chính là cái điểm này. Nên tất cả những các bác đã từng làm mà nếu không kiểm tra được cái đường đặc tuyến giải tần từ 10 hẹp và đến 50 ký, đặc biệt là chỗ 20 ký mà bị hiện tượng sóng nhô và răm răm như vậy thì giải cao sẽ bị xé và rất chói gắt. Tiếp theo thì tôi sẽ quay tiếp một cái nào khác, đó là đây. Các bác sẽ nhìn thấy kết quả mà tôi sẽ phân tích nó tốt hay xấu. Bây giờ thì đây là một cái layout mới khác hoàn toàn, và nó cũng một cái bản còn chưa còn lại. Đây là một cái layout mới là tôi mới làm lại sau cái bản này và thử nghiệm và tiếp tục để đo kiểm tra cái giải tần xem có bị nhiễu. Mới cũng về cơ bản là giống nhau, không có gì khác, cũng là sử dụng tụ rất nhỏ 2020, ở đây cũng 2020, nó chỉ khác một chút về bố trí layout thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó tốt hơn cái bản đã làm được không. Trong quá trình chờ máy khởi động thì chúng ta cũng chịu khó chờ đợi một tí. Ok, công tắc này. Đó, bắt đầu khởi động cái bản này. Ở đây chúng ta nhìn để xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát như vừa tôi vừa phân tích tại sao cái giải cao của những cái neo GM nhiều người làm hay bị chói gắt và sôi giải cao, đặc biệt là tiếng xè và khi nghe rất bị lộ, đặc biệt là trung cao. Ở cái bàn này nó đã đạt được cái tiêu chuẩn phẳng, không gai không nhô, như này rất là đẹp. Đại loại như các bác nhìn đây là con neo mới. Sở dĩ mà tôi làm được điều này thì các bác có thể phải nhìn thấy là tôi làm rất nhiều layout. Ví dụ trong đây thì các bác nhìn trên máy tính nha. Toàn bộ đây là những phiên bản mini này. Power mini này. Rất nhiều layout này. Đặc biệt là cái bản này tôi đã làm tới riêng bản này là 5 version này và test từ 1, 2, 3, 4, 5 rất nhiều. Và cái bản chung kết cuối cùng vừa đo cho các bác xem
chính là bàn này. Mini đâu? Đây. Ở bàn này thì trước cái bản vừa chạy là cái máy này. Cái bản sau là bản này. Để bật sơ bộ lên để chúng ta nhìn này. Đó. Như vậy thì tôi kết luận với các bác là layout cái âm ly hoặc canon âm ly GM này thực sự là rất khó, khó nhất ở phần layout, bởi vì cái thiết kế này nó băng thông rất rộng, nhằng rất dễ tự kích. Hai nữa là nó sẽ rất chói và gắt. Thế nên các bác lưu ý sau khi làm cần phải test thử rất nhiều lần. Layout không thể nói là làm một cái ăn ngay được. Tôi làm bản này đến chắc thứ 9 thứ 10 rồi mới đạt được kết quả như vậy. Hy vọng là đây là một cái video chia sẻ với các bác khi làm âm ly GM hoặc là các âm ly khác, cũng nên kiểm tra cái thông số của giải tần tần số cao mới xác định được tại sao là nó nhiễu. Và tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bác về cái sung vuông của cái layout mới này. Bên chúng ta sẽ chuyển sang đây. Bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra cái sung vuông sau cái này à, cuối cùng này. Đây là tần số 1 ký, rất là vuông. Thử 10 ký nào. Cũng vuông và đẹp. Thử 100 ký. Sao này sao có nóng nào. Đúng không? 100 ký thì bắt đầu tù rồi. 10 ký đẹp. Khi sung vuông mà không có gai như này thì âm thanh sẽ không bị xé và bị tự kích. Như này chạy mạch chạy rất ổn định. Ở đây tôi sử dụng cái tụ pi rất nhỏ thôi. Hai con tụ 10 pi. Anh nói tiếp bỏ tiếp. Sai đi. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ thử cái chức năng là bảo vệ loa. Tức là chập loa, chập tải loa thì âm đi sẽ tự tắt. Giờ tôi sẽ khởi động. Khi khởi động thì là đèn đỏ là sẽ sáng, báo hiệu là tín hiệu loa chưa đóng ra, chuyển sang đèn xanh tức là
hệ thống đã an toàn, không có DC dò, cũng như tự kích đèn xanh sẽ sáng, nghĩa là chúng ta nghe được, cắm dây loa và nghe được. Nhưng yêu cầu là chúng ta phải có tín hiệu đưa vào, chúng ta phát, chúng ta lúc đó chập tải nó mới có tác dụng. Đây, tôi sẽ chập tải các bạn xem. Đó. Khi chập tải là relay ngắt ngay. Thử lại một lần nữa. Đây, bật công tắc này. Đèn đỏ sẽ sáng sau khoảng 20 giây. Nó sẽ chuyển. Đây, chúng ta sẽ thử lại chập tải. Đó. Như vậy là rất an toàn và tốt. Xin cảm ơn các bác. Vừa xong tôi đã giới thiệu các bác cách nghe và đo kiểm tra cái âm ly đôn của Gầm Bằng sẽ đạt tiêu chuẩn như thế nào là tốt và như nào không bị chói gắt như xung vuông và giải tần. Cảm ơn các bác đã xem video, hy vọng là video này hữu ích. Các bác nhấn like và share. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.